Mỹ Thuật Laptop xin kính chào các bạn. Video ngày hôm nay mình giới thiệu đến các bạn chọn bộ CPU Core i7 dành cho những bạn thường xuyên chơi game và làm các công việc liên quan tới đồ họa nha. Thì combo của chúng ta sẽ có những linh kiện như sau: thùng CPU Core i7, màn hình BGX 24 inch, bàn phím cơ Boston, chuột RGA. Thì combo này sẽ ở phân khúc giá dưới 15 triệu đồng. Đối với thùng CPU thì Mỹ Thuật Laptop sẽ bảo hành cho các bạn 1 năm phần cứng. Riêng đối với màn hình thì bên mình bảo hành cho các bạn 25 tháng phần cứng, bảo hành đổi mới trong 13 tháng đầu tiên đối với thương hiệu BGX. Thùng CPU này sẽ phục vụ tốt cho các bạn liên quan tới chơi game là chính. Ở phân khúc là máy trang bị cấu hình Core i7 3770, RAM 16GB, card màn hình là Asus Radeon GX 570 với dung lượng là 4GB. Thì hứa hẹn cho các bạn chơi max setting hầu hết các tựa game online hiện nay như là Liên Minh Huyền Thoại, FIFA Online 4, Độc Kích, GTA 5, các phiên bản PUBG Mobile và PC nha. Main đang được trang bị là main Gigabyte GABH67DX3B3. Chiếc main này là chiếc main có thiết kế cực kỳ hầm hố và to nha, hỗ trợ 4GB. Các bạn có thể lên thoải mái 32GB trong tương lai. Hiện thời thì như nãy mình nói là máy đang được trang bị mặt định là RAM 16GB rồi nha. CPU Core i7-3770 4x8 luồng, đi kèm là tản nhiệt Cooler Master T400mi, to nạt hầm hố. Về phần ổ cứng thì mình đang trang bị ổ cứng SSD ADATA 240GB. Ổ cứng thì bảo hành chính hãng 3 năm, đổi mới. Nguồn Aerocool VVF Plus 600. Với bộ nguồn này thì các bạn dễ dàng chịu tải tốt các phần cứng bên trong, bao gồm các linh kiện, fan, tản nhiệt, VGA. Và với một chiếc cây khá quen thuộc Sigmatec 3FC, đi kèm là 3 chiếc tản nhiệt 12cm mặt trước. Phía trước thì chúng ta được trang bị một chiếc cây với khung thép, thép lỗ. Bên hông thì các bạn được trang bị mặt kính cường lực. Màn hình thì đây là màn hình BGX V2419. Với chiếc màn hình này thì các bạn sẽ được độ phân giải 1080 Full HD với tần số quét là 75Hz. Hình Full Screen với tấm nền VA của Samsung. Riêng với chiếc màn hình này thì BGX sẽ bảo hành cho các bạn 25 tháng phần cứng, bảo hành đổi mới trong 13 tháng đầu tiên nha. Để chơi game hiệu quả hơn thì chúng ta sẽ trang bị bàn phím cơ của Boston. Đây là bàn phím cơ của Boston. Và con chuột RGA M616. Phiên bản của chuột này thì nó có hai phiên bản màu đen và phiên bản màu xanh nha. Đây là phiên bản màu xanh mà các bạn đang xem. Khi các bạn mua máy tại Mỹ Thuật Laptop sẽ được hỗ trợ bảo hành phần mềm trọn đời máy, hỗ trợ cài đặt các phần mềm cần thiết khi các bạn mua máy nha, và cũng như là hỗ trợ cài đặt game cho những bạn không biết cài game. Về phần vỏ cây thì nếu các bạn không thích cái mẫu cây này, chúng ta có thể trade lên một cái mẫu cây khác. Bên mình đang có rất là nhiều mẫu cây dành cho các bạn có thể lựa chọn, đa dạng thương hiệu. Mình xin nhắc lại cấu hình của thùng PC này như sau: main Gigabyte GABH67DX3B3,
hỗ trợ CPU Core i7-3770 4x8 luồng. RAM 16GB dual channel 128GB nha. Tản nhiệt thép SSD 240GB. Adapter card hình Asus Radeon RX 570 dung lượng 4GB DDR5. Chiếc nguồn Aerocool VX LED 600W đi kèm là cây Sigmatic 3FC Ventus 3 fan trước. Về phần màn hình là màn hình BCX V24M9, độ phân giải Full HD 1920x1080, tần số quét 75Hz, tỷ lệ khung hình 16:9, tấm nền VA của Samsung. Và đây là chiếc màn hình full viền, bàn phím cơ Boston, chuột RAM616. Nếu các bạn cần thêm thông tin chi tiết của thùng PC này, vui lòng mà xem link chi tiết bên dưới video này hoặc là inbox trực tiếp cho Mỹ Tho Laptop để được hỗ trợ về vấn đề phần cứng, cài đặt cũng như là giao hàng. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem qua video này.